Vâng. À, nó dài hơn. Nó dài hơn. Ờ, à, nhưng mà giờ uống nước chết hết rồi. Đấy, thế. Ui giời ơi. Ui giời ơi, cái gì thế? Dài dài chưa? Đèn xi. Trong đây có một ngôi nhà hoang mà um tùm luôn, mái thì đã sụp xuống rồi. Mình đang vào cái khu vực này để xem là cái cây cải trời xem là có không, bởi vì thường thường cái cây cải trời nó mọc là mọc ở hoang rồi, là nó cũng ẩm, nơi ẩm ướt, ngay chừng đất ở chỗ này là cũng không có. Nhưng mà nhà ở đây thì sao lại còn những cái nhà ở đây chẳng ạ? Không còn một cái gì xung quanh luôn. Tất cả mọi xung quanh là rậm rạp, um tùm luôn. Bao vật phụ ở đây là chỉ có tiếng ve. Hình như là bên này có một cái mương nước nó chảy ra bên này. Cái lá lẻ này mà nó cứa cho thì rạch lát hết cái con người luôn. Đấy, bạn nhìn qua xem nào. Rậm rạp um tùm. Ở trên kia cái hoành mà cái kia là nó bị bục ở giữa, mà mình nhìn thấy là có cái rác ở bên trong, mà không biết là bên trong là nó có cái tổ con gì đó ở bên trong không, mà nó cắn hầu như là khá là rậm rạp, khá là hoang vu. Nói chung là mình đi rừng thì nó cảm giác là nó cũng bình thường thôi, nó không đỡ đi được cái phần nào. Chứ nếu mà đi không quen mà gặp những cái này thì đúng là hơi ghê, là không có ai dám đi đâu. Đi là nó rất là sợ về khu rậm rạp như này, rắn rết nó bò ra rồi là đủ thứ, cây cối. Khu vực này không khó đâu kìa. Thử lại phải đi thôi. Úi giời, nhưng cả nhà nhìn thấy này, cái đoạn đường này. Úi giời. Ở đây có những cái lỗ mà nói là cái bụi tre này là có rất là lâu rồi, cực kỳ là lâu rồi chứ không phải là mới, mà cái bờ đất này là cái rễ nó cắm xuống tận ở dưới này. Mà mọi người nhìn này, cái khung cảnh ở đây nhìn cũng khá là hay. Đấy, nhưng mà đối với mình thì nó hay thôi, nhưng mà nhìn này nếu mà buổi tối những người lạ vào ấy thì hơi bị ghê luôn. Đây này, những coi cái lỗ đây, có lỗ có cái hang ở đây, còn không biết là có con gì nó ở không. Đấy, hang khá là sâu luôn.
khá là bóng này, khá là trơn này, các lỗ ở đây cũng khá là thon, hầu như nó thông ui rồi. Phát hiện ra em bộ cặp hôi nó đang nằm ở trong này này, con này khá là to, sợ chưa? Động mà con đấy là hôi kinh khủng lắm. Trong này có một em cóc đấy. À, cóc ở đây thì khả năng là không có rắn đâu, nhưng mà nhìn đoạn đường này thích thật, nhìn đoạn đường này thích thật đấy. Cây rất là cao, cổ thụ bụi tre này là đẹp chưa. Đây là những coi như người ta trồng những cây vải gọi là quá cổ thụ luôn đấy, âm u. Đây có cái cây xanh gọi là không biết là hiện đại nó phải đến cỡ phải tầm mấy chục năm rồi. Mà mình nhìn ở trên kia là có cái tổ chim này. Đấy. Như cả nhà nhìn thấy hay cũng tay đen đen này. Đấy, có cái tổ chim này. Cái ngày hôm nay là mình đi vào đây thử xem là không biết là mọi người còn nhớ là cái có ở trong này không? Hôm trước là mình quay có cái tổ chim ấy. Mà có 5 con ấy. À quên. Có 5 quả trứng. Thì để bây giờ vào kiểm tra thử xem, còn cách đây cũng phải đến hơn một tuần, mình cũng không nhớ nữa. Ừ. Không biết ở đây là đống mối hay là ngôi mộ mà nhìn rất là vuông nhá. Đây như cả nhà mình thấy này. Mối thì nó cũng đùn ra, mối thì cũng đùn ra nhưng mà rất là vuông, rất là nó như kiểu là một hình chữ nhật đắp lên. À, hy vọng không phải, nếu mà có động chạm gì mong là thông cảm nhá. Hình như là nó ở khu trên kia chứ, nó khu trên kia. À, mình đi vòng lên xem. Vừa nãy thì mình đi gần lên đây thì là có con chim bố mẹ nó kêu chóc chóc xoát cả, nên là không biết là đàn con là bây giờ đã là chưa. Theo như mình nghĩ, theo như là quý vị, theo như là mọi người thì nó đã là chưa, mình phỏng đoán là kia. Bây giờ là quan trọng là đang đi tìm đường. Thế nhưng mà vừa đi tìm đường là vừa phải nhìn trước nhìn sau ấy cả nhà. Bởi vì đi vào khu rậm rạp này, thứ nhất là rắn rết, rắn lục nó nằm. Thứ hai là ong. Dính vào hai cái món đấy là cũng phức tạp hết đấy. Ui, và đúng cái gốc gai ở đây. Sao hôm nay mình đi lại khó khăn hơn hôm trước ấy nhỉ? Hôm trước thì đi rất là dễ rồi, hôm nay đi chui rúc, chui nổi khắp nơi luôn. Ra đến đây rồi. Đây này, đây. Nhưng mà con bố mẹ thì không thấy đâu cả. Để nó bay đi chỗ khác à. Để mình quay cam lên cho mọi người xem nhé. Sao lại không thấy quả trứng nào nhỉ? Lạ nhỉ? Không thấy vỏ quả trứng nào. Nếu mà nó lở rồi ấy, thì có khả năng là mẹ nó sẽ nhặt cái quả trứng ra đây. Thế nhưng mà nhìn không thì thấy cái vỏ quả trứng nào ở đây cả. Mà lại không thấy quả trứng nào nữa. Liệu rằng là có ai bắt không nhỉ? Lạ nhỉ? Mất hút luôn.
không thấy quả trứng nào luôn. Hơi buồn. Hay là con gì nó bắt mất rồi. Con gì nó bò lên nó ăn mất rồi. Nói chung là cũng có nhiều khả năng là ở trong rừng này thì rắn rết rồi con cầy, con dồn, con cáo nó vào nó ăn trộm trứng là chuyện bình thường. Cho nên là mình cứ hy vọng là nó lở xem là con gì cơ. Thế nhưng mà mất tích rồi. Cháu vừa nhìn thấy cái cuốc ở kia, cháu định nhặt cô ạ. Có nhặt hả cô? Vâng. May quá, cháu đang thiếu cuốc. Đâu, cháu đi tìm cây. Hai bà có nhìn thấy cây cải trời không? Đây, cây cải trời là cây gì? Nó giống cây cải ăn của mình ấy, nhưng mà nó mọc dại. Ừ, trước cháu nhìn thấy có rồi nhưng mà bây giờ là không cây thấy. Dạ. Cây như là cây cải dại đấy. Vâng. Nó dài hơn. Nó dài hơn. Nhưng mà giờ uống nước chết hết rồi. Đấy, thế. Có phải là như nó cây bồ công anh? Không, không phải là bồ công anh. Nó giống cái cây tàu tàu bay. Tàu bay. Vâng. Đây. Thế nhưng mà hoa nó là màu vàng cơ, chứ không phải là màu tím. Bồ công ạ. Tàu bay thì là màu tím. Thì đấy thì chữa được nhiều bệnh lắm. À, cái đấy thì nếu mà có bệnh thì nó uống cái đấy vào là nó. Vâng, cháu vẫn cứ đi lang thang một mình mà. Không, cháu không. Đợt này cháu có bắt đâu, nhìn có bắt đâu. Vâng, giờ này cây cối nhiều ở nhà. Đâu mà cô nhìn thấy nó ở đâu? Để cháu... À. Vâng. Nhưng mà chuẩn hoa màu vàng không cô? Đúng rồi, nó không có khác gì là cây tàu bay đâu. Nhiều người nhầm lẫn là cây tàu bay với cây đấy. Này dỡ được nhiều không hả cô? Ui giời ơi, một mình cô cứ mỗi hôm vài hoa nó được chục cân. Thế là mỏ hết chị hôm qua mà cứ bán. Cứ kiểu bán dần đúng không? Nó bán dần chứ còn đâu. Này cũng nhiều công nhỉ. Đây vừa đi chăn bò về giờ bắt đầu mới này. Đi ra vặt đây chứ còn. Thôi cứ phải tranh thủ thôi. Làm thôi, các cô cứ đi giết lại có được tiền. Dạ. Đi giết là có tiền. Có chứ. À thì nói chung là cũng có nhưng mà gọi là YouTube trả tiền. Chứ người xem không trả tiền. Viện không biết là mang cái chợ nào không biết. Thôi hai cô làm nhé. Cháu đi lượn này ra. Nhiều lúc là cứ lang thang lần mò như ma xóa. Là chủ yếu là phải mang về nộp thuế cho má đầy đủ đấy. Vâng. Đấy, nhiều lúc là thưa với mọi người là cứ phải đi lật mò, đi lung tung men hết cả, đi khắp nơi để xem là có hay không. Có nhiều lúc thì lúc thực sự là nhìn thấy cây đấy rồi, thế nhưng mà không nhớ, không hình dung ra ở đâu. Đến lúc mà đi tìm thì không nhớ được cái chỗ nào. Có những lúc mà cây thuốc nó ngay trước mặt mình mà mình không biết, mình không nhớ ra nó ở đâu. Đến lúc đi lật lại thì khó khăn. Có một cậu vàng. Ủa, có một cậu vàng ở giữa đồng. Đấy. Không biết này chó nhà ai mà đi ra đây. Ở đằng kia thì có đàn gà.
ra đây cái mùa này là không gặt hái gì. Cứ thả ra đây là ăn được nhiều đồ lắm. Trong này nó rậm rạp ghê luôn các anh ạ. Ôi giời ơi, cái gì thế nhỉ? Ôi giời, hình như là tí hẹo. Đâu rồi? Nó nằm ngay đây rồi. Mình như là không nhầm thì là mình vừa đi một chút nữa là đạp vào nó rồi. Đâu rồi? Ui à. Cỏ giả nó khá là nhiều. Ghê thật. Vừa mình nhìn thấy đuôi xong. Nó làm chênh anh ở chỗ này luôn. Ây à. Cứ mải lơ đễnh nhìn thấy thôi, không nhìn dưới chân. Đến khi quay lại nhìn thì úi giời giật mình. Mà con này, chỗ này cỏ khá là rậm rạp đây cả. Khả năng nó luồn đi mất rồi. Ghê luôn. Úi giời. Kể vào lúc đấy mà quay cho mọi người xem nhỉ. Dã man thật. Chắc là mất rồi các bạn. Con này nó mà chạm một người cái là nó giật mình và nó luồn ngay. Nhưng mà may quả đấy là mình không dẫm vào, chứ nếu mà dẫm vào chắc là thôi bị ăn mổ rồi. Mà nhìn thấy cái nhìn thấy như là đen đen mà không biết là có phải là rắn hổ trâu hay không. To. Nhưng mà vừa mới phát hiện nhìn cái đuôi nó nằm ở chỗ khu là đấy mà quay đi quay lại là thôi luồn mất luôn. Chắc là luồn mất rồi này. Bởi vì chỗ cỏ này nó rộng như thế này thì đúng là tìm như một kim đáy bể. May quá, rất là may lúc đấy là không dẫm vào đúng trực tiếp của nó. Nếu mà dẫm vào đúng là bị ăn cắn rồi. Nhưng mà không biết là rắn gì thôi. Hú hồn hú vía. Từ lúc đấy nhìn bây giờ cứ phải nhìn ở dưới chân thôi. Sợ là cái vấn đề là nó luôn rồi đây cả nhà. Ghê. Úi giời ôi. Ôi à. Giật mình tỉnh ra. Cả nhà ơi, quay đi quay lại tự nhiên là nhìn thấy nó ở đây. Đây này. Úi giời. Úi trời ôi, nó dài như cái đầu điện ngầm. Ôi trời. Đây. Tà lào. Và nó ở ngoài đằng kia là mình quay ra mình nhìn. Đây là cả nhà này. Trời dài chưa? Trời. Ui giời. Đèn xi. Kinh thật, nó dài. Nó dài thế. Đó. Nó chưa. Lủi à? Cúc lủi à? Úi giời, con này nó nhanh thì thôi rồi luôn. Nó di chuyển này. Úi giời. Thực tại cho mọi người xem. Úi giời.
nó lao rầm rầm rầm, nó lao rầm 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 luôn. Con này nó đi rồi, nó không không còn quay lại nó tấn công nữa. Đấy, ác ma. Nhưng mà không được, nếu mà nó ở khu vực này, con này to lắm cả nhà. Nó khu vực này và gần chỗ khu được đồng ruộng của con này. Ui, kinh nó làm vớt. Đây, như cả nhà nhìn thấy này, dài lắm, không phải được ngắn đâu. To quá chứ, đèn xi này, ui giời. Nóng lộn này, ý giời. Sợ chưa? Sợ chưa? Đen xì đen sũi luôn. Tính nước giả không? Lõi không hoàn. Thảo là may chưa? Đó, phải nói hôm nay là mình rất là may mắn mà khi mà vừa lấy đảng của nó đang rút. Đấy, mình cầm này, nó đang rút này. Nhưng mà khả năng là mình sẽ phải bắt ra. Úi, nó gọc kinh à. Bắt rồi di chuyển nó sâu vào trong kia. Bởi vì ở gần đây là mấy cô làm ruộng làm đồng đây. Không may là trâu bò đấy này. Nó ra nó là ăn. Mà nó cắn vào con bò này là chết luôn đấy. Con này nó có thể cắn chết con bò luôn. Chuyên bên lưới dã man rồi, để mình xử lý con này nó giải thưởng. Xì vẫn xì đó, xì ác luôn cả nhà. Con này cắn là thôi dụng chính thôi. Để bây giờ mình di chuyển nó vào trong kia nhé, chứ không là để đây các cô loạn quạng là cũng nguy hiểm lắm. Đấy, đây là cả nhà này, con to chưa, dã man chưa, khá là dài thôi. Để mình cầm lên cho mọi người xem nào. Dài bằng mình, nó phải rơi tầm 1m8-2m, quá khủng khiếp. Rồi để bây giờ mình xử lý đã, chứ một tay cầm cam một tay ấy này nguy hiểm lắm.